Nam 1973 Quý Sửu, Cung Mệnh Cung Ly, Nạp Âm Tang Đố Mộc. Một hợp kỹ hôn nhân không nên kết hôn vào năm 17, 23, 29, 35, 39, 41 tuổi. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, kết hôn với người tuổi Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Tân Hợi. Cuộc sống hôn nhân bình thường, kết hôn với người tuổi Bính Thìn, Mậu Ngọ, Quý Hợi cuộc sống hôn nhân khó khăn kết hôn với người tuổi giáp dần canh thân bính dần hai hợp kỵ tuổi làm ăn tuổi hợp quý sửu ất mão đinh tỵ kỷ mùi tuổi kỵ nhâm tuất canh tuất ba tuổi hợp kỵ tổng quát tránh năm tam tai đối với tuổi theo năm sinh cụ thể còn phải tính không phạm thọ tử thì mới được các tuổi phạm là tuổi thân tý thìn gặp dần mão thìn tuổi dần ngọ tuất gặp thân dậu tuất tuổi tỵ dậu sửu gặp hợi tý sửu tuổi hợi mão mùi gặp tỵ ngọ mùi tránh năm kim lâu lấy số tuổi âm lịch chia cho 9 lấy số dư ngoài số 1 3 6 8 là những năm phạm kim lâu tránh các tuổi phạm biện sát thọ tử hoang ốc là năm 20, 22, 25, 31, 34, 40, 43 tuổi. Ngoài ra còn phải tránh hạn thái tuế theo năm sinh như người tuổi quý sửu đến năm kỷ sửu phạm thái tuế. 4. Hướng tốt theo bát trạch. Hướng chính đông, trấn, được vị trí sinh khí ở vị trí giáp mão. Hướng đông nam, tốn được thiên y ở vị trí thìn tốn tị hướng chính nam ly, được phục vị ở vị trí bính ngọ hướng nhà cổng cửa bàn thờ giường nằm cửa bếp chính nam bính ngọ chính đông giáp mão đông nam thìn tốn tị hố ga nhà vệ sinh bếp nấu tây nam khôn tây bắc càn hợi